tập bắn súng nha. Mình sẽ quay phim cho các bạn xem ở đây tập bắn súng như thế nào. Bên đây là những chỗ bắn súng. Các bạn, hai bên này nó bán mấy cái đồ eyes and ear protection. And they have a whole bunch of crazy weapons here. Rocket launcher. Oh my goodness. Mấy cái weapon từ đâu đời đệ nhị thế nhiếp, đệ nhất thế nhiếp tới chiến tới giờ. Súng thì đủ loại hết. Súng này súng cổ nha các bạn, nằm ở trong viện bảo tàng rồi đó nha. Nó để kèo Evolution Battle 1776. Còn ai muốn mua súng đạn thì nằm ở đây. Six soldiers. Yeah, the there's a lot of them over there too. Các bạn nào mua súng hả? Ở Mỹ là súng là muôn thở luôn. Súng đây đây mình mua, mình không cần phải có cái license. Và có một cái là nếu mình đem theo người á để mua phải có cái license. Còn muốn mua mà để ở nhà để protect cái gia đình mình, bảo vệ gia đình mình thì không cần cái license. Mà nếu mình mua mà mang trên người á thì phải có cũng có license nha các bạn. Bên kia buông thở luôn. Lo rồi. So this is all of them. And follow me. Nếu các bạn thích thì cho share và subscribe và like video của mình nha. Ok, peace. Hôm nay có hai người đi chung. Right here. Hai sát thủ. Trước khi vô mình phải điền cái tên. Mình phải điền cái đơn, mình wave cái waiver before you come and do this place. So you see all this form here. You are done. Yeah. Ủa, nhanh vậy. Before we go in there, you have to put these on your feet. It'll your entire sandal. Okay. How much are those? Oh, this is a. You can try out different guns. If you pay a fee, like I paid a fee to buy one, and I tried this other gun. Ah, okay. Back in the old days. Đây các bạn, đây là cái chỗ nó chuyên môn mà. Nếu mình không có đem súng theo thì có thể mình mướn súng ở đây. Còn mấy bạn bên đây là mấy bạn ở đây mình đang ngồi trong đó là tập bắn trong đó không? I seem to try, before I try one of those before I die. 9mm. Good one. Yeah. 45 over there is huge. Yeah.
ký một cái giấy, giờ nãy mình cái giấy ngoài cửa, rồi cái điền cái form vô, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ ở bằng lái lật vặt cái về thông tin cá nhân á, thì nó sẽ làm cái bác cho check cho mình, rồi mình vô đây mình được quyền mướn súng này mình chơi, miễn mình có súng mình nên theo, mình có súng thì mình mướn cái súng đây, rồi nếu mình mua súng nó vẫn bán cho mình luôn, chứ mình không phải nói là mình không có cái bằng á, thì mình được mua súng, mình được quyền mua súng mà mình không được carry trên người cho mình thôi. Always put it down. Okay, we'll try it in there, that's fine. Yeah, okay, we'll try it in there, that's fine. Yeah, we'll just the 26. Yeah, we'll do that. If there's no bullet, always point out or point up. You like, hold it this, or you point down. Almost the same size. Cái này được bao nhiêu yên? 10 yên, cái đó 10 yên, tại cái đó xuất nhập. Thank you.
This is Tony. Okay. Tony. Yeah, look at that.